Rồi ok, xin chào các bác. Thì dạo gần đây em thấy là cũng đã rất nhiều các bác dùng LG Wing rồi. Tại vì dạo gần đây nó đã rất là rẻ rồi, 6-7 triệu là đã có con LG Wing khá là ngon rồi. Thì các bác mới dùng LG Wing ấy thì cũng đang là thắc mắc rất nhiều về cái phụ kiện của nó, đặc biệt là việc mà dán cái cường lực UV trên cái con LG Wing này. Về việc mấy cái phụ kiện trước đây ấy, thì em cũng đã làm một cái clip mà có mấy cái phụ kiện ốp lưng này, dán các thứ đủ kiểu rồi, thì các bác xem lại ở clip trước nhé. Thì nay em sẽ nói riêng về cái cường lực UV thôi. Thì cái cường lực UV này em dùng ấy, nó là cái này này. Đây, để các bác nào mua các bác có thể biết được. Đây là cái cường lực em đang dán cho con wing của em nhé. Đây, mấy cái chức năng thì để các bác tự xem đi. Đây là mặt sau của nó này. Đấy, thì nó cũng của chị Na thôi. Đó. Thì khi mà các bác mua cái đấy thì các bác sẽ có một cường lực và mấy cái thứ để mà vệ sinh, lọ keo rồi cái đèn UV để mà chiếu cho nó khô cái keo. Đấy, thì cái nào cũng có cái đấy thôi. Thì em đã dán được con wing này tầm khoảng được hơn 1 tuần rồi. Thì em sẽ cho các bác biết được một số cái ưu nhược điểm của cái cường lực UV này. Thì trước tiên ấy, em sẽ nói về cái ưu điểm. Thì cái ưu điểm lớn nhất của cái con LG Wing khi mà dán cường lực trên con LG Wing này ấy, thì là cái độ mượt khi mà các bác vuốt trên cái cường lực này ấy, thì nó y chang như các bác vuốt mà khi mà không dán một cái gì nhé. Tại vì cái này cũng là kính mà, cái không dán gì cũng là kính, nên là các bác vuốt thoải mái luôn. Nó rất là trơn, rất là sướng, vuốt rất là sướng luôn các bạn. Nó không kiểu bị rít rít như kiểu là cái cường lực PPF hay là cái rắn dẻo đâu. Các bác nói chung là vuốt trên cái kính thì nó vẫn là kính thôi, nó rất là trơn, rất là sướng. Đặc biệt các bác chơi game thì vuốt nó sẽ sướng hơn. Đấy. Và thứ hai nữa ấy, là nó cũng không có bị kiểu như là bị cảm ứng nó bị trễ hay là bị không ăn, như là kiểu kiểu như là không ăn cho do mình dán cái cường lực nó hơi dày ấy. Thì như em dùng đây này, thì cái việc mà cảm biến vân tay trong màn hình nó vẫn bình thường, không làm sao cả. Đấy. Em nghĩ ấy, nếu mà các bác nào mà dán cái cường lực mà nó bị không ăn hoặc là hơi bị chậm hơn ấy, cái vân tay này này, thì các bác nên xóa cái vân tay đấy đi, xóa cái vân tay cũ đi và thiết lập một cái vân tay mới thì nó sẽ ăn hơn. Tại vì do khi mà mình dùng cái vân tay cũ ấy, thì nó chưa có cái miếng cường lực này, nó dày lên thì có thể nó ảnh hưởng một chút, nhưng mà các bác xóa đi, cài lại vân tay mới là ok thôi, thì cái đấy không vấn đề gì. Và cái cường lực này em thấy nó ôm khá là khít cái toàn bộ cái màn hình, toàn bộ cái màn hình chính của con LG Wing này. Thì đây các bác có thể thấy này, ở cái góc này này, đấy nó ra gần gần chạm góc luôn. Đấy, góc này, đấy, góc này, đó, góc này, và đây mép đây, các bác thấy này, mép nó cũng gần 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 như là full toàn bộ luôn. Nó tuy là không không thể phun được bằng cái miếng PPF đâu, miếng PPF thì nó gần như kín toàn bộ luôn. Cái này thì hơi ở một chút nhưng mà như thế này cũng là rất là ổn rồi. Và các bác vuốt, cái thao tác mà các bác vuốt từ cái mép, hai mép màn hình này, hai cạnh bên màn hình này sang này, thì gần như nó không bị ảnh hưởng đâu. Tại vì cái miếng này nó phun ấy, các bác cũng không ai vuốt từ cái từ dưới lên như này cả, mà các bác vuốt từ cái bên trên chỗ màn hình này thôi, thì nó vẫn rất là ổn nhé. Em vuốt rồi em cảm giác là nó không bị ảnh hưởng gì cả đó. Thì cái việc mà các bác trăn trở ấy là khi dùng cái cường lực UV này, các bác sợ là nó bị hỏng vân tay, sợ hỏng cái màn hình ấy. Thì em nghĩ là do khi mà các bác dán cái, chắc quá các bạn, em đang bị lỗi cái việc mà xoay. Thì khi các bác, em nghĩ là sau khi các bác dán, quá trình dán ấy, các bác đổ nhiều keo quá thì có thể là nó rơi vào những cái khe mà nó trực tiếp liên quan màn hình, như kiểu là khe này mà nó khe này chẳng hạn, nó đi vào thẳng trong cái main ấy, khe này chẳng đi vào trong main ấy, thì có thể là bị, hoặc là những cái khe mà ở màn hình này này nó có thể là nó hở nhiều quá thì cái nước nước keo UV nó có thể nó chui vào được. Thì các bác nếu mà em nghĩ là chắc ăn thì cũng không cần thiết phải dán cái này, thì các bác vẫn, tại vì nó vẫn có độ rủi ro mà. Đặc biệt bên Samsung thì anh em nói rất là nhiều là bị rủi ro, nhưng mà tuy nhiên con LG Wing này nếu các bác muốn cẩn thận ấy, khi các bác dán ấy, thì các bác nên lót một cái gì đó ở dưới như này, ví dụ mình giấy chẳng hạn, đấy, kiểu kiểu như này, các bác đè nó vào, đấy, đè nó vào này, đấy, các bác để ở cái trạng thái này các bác dán luôn này, đấy, các bác đè cái giấy ở hai bên này thì nó sẽ không bao giờ chui vào được trong
không chui vào trong cái bên bên mềm ở trong đâu. Đấy, thì đấy là cái kinh nghiệm thôi, chứ còn các bác dán mà các bác đổ vừa vừa keo thôi thì nó vẫn, em nghĩ là không có sao đâu, em dùng dán bao nhiêu lâu rồi cũng không sao cả. Thì cái UV này em ghét nhất là khi mà mới dán xong ấy thì nó rất là ngon, rất là đẹp luôn. Đây cái này của em này, khi mà mới dán xong một ngày đầu ấy nó kín hết luôn, nó không bị kiểu là không dính như cái này đâu, nhưng mà sau đến ngày thứ hai ấy là bắt đầu nó bị cái hiện tượng mà đây các bác thấy này, nó bị cái hiện tượng mà không dính như này. Đấy, các bác nhìn thấy rõ đấy chứ. Thì cái hiện tượng không dính này cũng có thể là do em đổ keo ít quá, hoặc là tay nghề em dán nó có kém thì nó gây ra hiện tượng đấy, hoặc là cũng có thể là do keo đều hoặc là kính đều thì em cũng không rõ, nhưng mà em nghĩ là do cái tay nghề của em thôi. Và bên bên phía dưới này cũng bị một cái vết như này đấy. Thì khi mà nó bị như này rồi thì các bác biết đấy, nó rất là xấu, nó rất là xấu. Thì tí nữa em sẽ lột ra luôn, để xem cho các bác xem là khi mà dán UV rồi ấy, thì lột ra nó có rễ không. Đấy, thì có một điều các bác cũng thắc mắc nữa là sợ là cái keo UV nó chui vào cái lỗ loa thoại ấy. Thì riêng con LG Wing nhé, các bác không phải lo việc đấy nhé, tại vì cái loa thoại ở chỗ này này, cái loa thoại chỗ này các bác hơi đen các bác có thể nhìn thấy, cái loa thoại ở chỗ này của Wing ấy, nó chỉ không phải là loa thoại nhé, nó chỉ là một cái khe đục lỗ và nó thông sang bên này thôi. Đây các bác nhìn thấy này, đấy, như cái clip trên tay con LG Wing em nói rồi đấy. Thì cái này không phải loa thoại mà nó chỉ là cái đục lỗ thôi, chỗ này chỉ là đục xuyên qua như này thôi, cho nên nó sẽ không không sợ là bị cái keo UV nó chui vào cái loa thoại đâu. Các bác không phải lo nhé, và không cần phải dán cái loa thoại này lại không như những con khác. Đấy, thì các bác cứ thoải mái dán đi, các bác hoàn toàn có thể để ở cái vị trí này các bác dán này, mở ra này để các bác dán cho nó nguy hiểm. Các bác sợ nó chui vào đây thì các bác kiếm cái giấy các bác nhét nó vào, nhét như này, như này em dán đấy. Đấy, các bác nhét nó vào thì nó sẽ không bị đâu. Đấy, cái giấy này hơi hơi dày. Đấy, cũng nhét được này các bác. Nói chung là các bác sẽ nhét được, em đã thử rồi mà. Đấy, thì đấy các bác muốn cẩn thận thì làm thế thôi. Đó, và cái loa thoại thì em nói rồi, không sợ. Đó, và nói thêm cho các bác nữa là cái phần cánh ở phía sau này này, cánh ở phía này này, thì chắc chắn các bác dùng Wing các bác sẽ hiểu được là khi mà các bác xoay, các bác thao tác xoay ấy, nó sẽ để lại những cái vết xước, vết mài mòn ở đây. Đấy, thì các bác hoàn toàn có thể là lấy một cái miếng PPF của con nào cũng được, các bác về và các bác cắt ra, các bác dán vào đây, hoặc là các bác dùng cái đề can ấy, dùng cái đề can các bác cắt vào đây cũng được nhé, dán vào đây cũng được. Đây, như em dán cái đề can này này, đấy, các bác nhìn thấy cái vết đề can không? Đấy, thì khi mà dán như thế rồi ấy, hai bên luôn, hai bên nhé, khi mà các dán như thế rồi thì khi các bác đóng lại như này này thì cái độ ọp ẹp, ở đây này nó giảm đi rất là nhiều. Đây nhìn các bác này, em bóp vào này nó không, gần như không có luôn. Đấy, nó gần như không có luôn. Đấy, tuy nhiên thì có một hạn chế là nó sẽ xoay ra hơi khó một chút, tại vì cái việc dán đấy nó sẽ làm dày lên một chút mà. Tuy nhiên thì đây là do cái miếng này của em nó đang bị bong lên thôi, cái chỗ này của em bong lên thì nó làm hơi bị khó mở ra thôi. Tuy nhiên thì các bác dán chuẩn ấy, khít ấy, mít ấy, các bác dán mà nó không bị phồng lên hoặc không bị sao thì nó xoay vẫn ok thôi, vẫn rất là đẹp. Và các bác không sợ cái việc mà xoay nó bị xước cái cánh ở xước ở ở cái sau cánh nữa. Đó, thì từ nãy giờ em đã nói về cái việc mà dán cường lực UV trên con LG này nó có cái ưu điểm nhược điểm gì thì các bác cũng biết rồi đấy. Thì bây giờ em sẽ thử mà bóc cái miếng UV này ra xem nó có dễ bóc không nhé. Tại vì nhiều bác dùng UV rồi ấy, các bác sợ là bóc ra nó sẽ dính cái keo lên màn ấy, mất cái lớp nano hoặc là làm sao đấy. Nói chung là giờ em sẽ bóc trực tiếp cho các bác xem, bóc từ trên này xuống. Chúng tại vì cái miếng này nó lỗi rồi mà, cho nên là bóc ra thôi. Thì đây bóc cũng khá là khó đấy các bạn. Ây da, đó, tách ra được rồi các bạn. Ây da, đó, bóc ra cũng khá là khó các bạn đó. Thì các bác cứ từ từ thôi, bác bóc từ từ thôi. Không biết là có dính cái lớp nào không đây thì cũng không biết.
ấy khá là nguy hiểm các bạn, nó là kính mà. Đó thì em đã bóc được nó ra rồi đây, đó không vỡ nhá, bóc không vỡ. Thì cái này nếu mà các bác bóc ra mà không vỡ ấy, thì hoàn toàn các bác có thể là dán lại được, nhưng mà em nghĩ là chả nên dán lại. Em thấy con nó ở dưới này có một lớp hơi bị hơi nhăm nhám, hơi 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 dính dính ấy, kiểu như là lớp keo ấy, chứ lại không cần phải dán lại đâu. Và đây nó bị hơi hơi, nói chung là cái cường lực này em dán lại thì em nghĩ là nó cũng sẽ lại bị không dính thôi, cho nên em không dán nữa. Thì đây là sau khi đã bóc ra rồi đây, em lau đi qua đây xem có keo kiếp gì không. Đấy thì đấy các bác thấy này, em khi mà bóc ra rồi thì hoàn toàn là nó không dính một chút keo nào ở trên cái màn hình này đâu. Đấy cho nên là các bác cứ yên tâm nhé, em chỉ sợ là các bác mua cái loại mà keo lởm hoặc như thế nào đó thôi thì nó mới bị thôi, chứ còn như em đang dùng cái keo này thì hoàn toàn không vấn đề gì luôn. Đấy các bác thấy không, không vấn đề gì luôn nhé. Đấy và nói chung là các bác, em thì em nghĩ là sau khi em bóc cái cường lực này ra rồi em sẽ để luôn như này em dùng thôi, em chẳng dán cái gì nữa. Tại vì em cũng đã dùng cái miếng PPF rồi, dùng miếng cường lực rồi, thì cái PPF ấy nó gây cho cảm giác buốt, nó hơi bị lì lì, nó rít rít tay ấy, cho nên khá là khó chịu. Còn miếng này thì sướng, miếng này dùng thì sướng này, nếu như mà nó không bị kiểu là không dính, không bị hở keo như chỗ này lúc sáng em nói rồi đấy, thì là em nghĩ là miếng này nó sẽ là ngon nhất. Tại vì nó vừa bảo vệ được cái miếng, bảo vệ được màn hình mà nó cho cái thao tác vuốt sướng trơn đấy. Và đặc biệt là cái miếng PPF ấy, nó không có tác dụng chống cường lực đâu, nó chỉ cho tác dụng chống xước thôi. Đây nè, con Win của em này, em đã bị khi mà em dùng cho cái chân dùng em bị trượt tay, tại vì con Win này rất là nặng, thì toàn nó bị trượt tay, thì có làm trượt tay, có làm nó va đập vào tường này, nó bị xước một cái lớp, xước một chỗ nhỏ xíu xíu ở đây rồi này. Đấy, không biết các bác có nhìn thấy không, đấy xước chỗ này này, đấy, chỗ này một tí này và chỗ góc này một tí này, đấy không biết các bác có nhìn thấy không. Thì em bị xước hai chỗ nhỏ xíu đó, thì nó cũng hơi gây mất một chút mất thẩm mỹ cho em, nhưng mà nói chung là phải chấp nhận thôi, mình ngu thì mình phải chịu thôi. Ok, nói chung là khi mà các bác dùng con Wing này, nếu như bác làm yêu cái vẻ đẹp của nó, yêu cái màn hình của nó, thì các bác đặc biệt phải giữ gìn thôi. Đấy. Còn em thì hay đi công trường, như là cái việc giữ gìn nó cũng hơi là khó, cái việc mà va đập nó cũng xảy ra thôi. Rồi ok, thì cái việc mà dán cường lực UV trên con Wing này thì em nghĩ là các bác nên dán nhé, và nên mang đi thợ mà dán. Tại vì thợ bây giờ người ta có kinh nghiệm hơn, người ta dán là người ta bảo hành cho, chứ như em đấy, em cũng dán rất nhiều lần cường lực rồi nhưng mà đa số bị lỗi. Hôm trước em dán cho một con G8, ở con G8 ở cái clip trước này này, thì cái quá trình dán thì em không không làm lại nữa, tại vì em đã dán một cái con G8 ở clip mà em sẽ để dưới mô tả ấy, thì em đã dán rất là ngon rồi, rất là ngon luôn đấy. Các bác ấy về cũng dùng khoảng 1-2 tuần này, cũng bị cái hiện tượng mà bong keo như thế này, cho nên em nghĩ là chắc là do tay nghề của em thôi. Còn việc mà bảo là cái miếng này nó bị lỗi thì em nghĩ là không phải đấy. Ok, các bác cứ tự tin mà dán nhé, em nghĩ là không vấn đề gì về cái màn màn hình và vân tay đâu. Ok, chào các bác.